sư Thích Ca Mâu Ni Phật và Nam Mô A Di Đà Phật. Thì kính thưa toàn thể chư quý vị, thì hôm nay nhóm từ thiện của cư sĩ Quốc Tạo, Văn Hiếu và Quốc Thành, chúng tôi đến đây để cập nhật tình hình về núi Cấm mở cửa vào ngày 1 tháng 1. Vậy để biết thêm chi tiết thì xin mời đại Hiếu mình nói vài lời để cho bà con mình biết đang cập nhật cái đây. Dạ, kính thưa tất cả chú quý vị, thì kính chúc quý vị một ngày mới thật nhiều sức khỏe và ngày an lạc. Thì nhóm từ phái đoàn chúng tôi có được nhân viên hội ngộ tại nơi đây, được mấy anh em đồng đạo cũng xa gần, được bà con cô bác ủng hộ đến đây để viếng núi Cấm mở cửa trở lại vào ngày 1 tháng 1 tây. Thì mấy anh em sẽ đang hiện tại đang đứng trước cái cổng vào, nghĩa là cái đường vào núi Cấm đó quý vị. Thì mấy anh em lên đó sẽ đi cập nhật tình hình và xem thử coi có những cái điều kiện gì để chúng ta được lên núi Cấm và cái cáp treo có hoạt động được hay không. Thì cần dấu giấy tiêm 2 mũi quý vị mới được lên, và cáp treo thì mấy anh em sẽ cập nhật sau. Thì lên đó chúng ta sẽ chung những cái hang công đức, hang Bắc Giặc Lan, địa hang 13 tầng kia quý vị. Mà quý vị theo dõi tiếp. Thì trước khi dứt lời thì xin hỏi huynh Bót, thì hôm nay là một cái ngày tốt đẹp để huynh dẫn phái đoàn của từ thiện phái đoàn nhóm đồng đạo Quốc Tạo để đi lên trên chợ để tham quan. Thì huynh có thể giới thiệu 1-2 chương trình ở trên chợ cho đồng chúng tôi biết không vậy? Thì huynh cứ nói đi. Nói chung ra thì hôm nay phái đoàn chúng ta cũng được cái nhân duyên lành lên chỗ Thiên Cấm Sơn. Thì bữa nay mình đi nhiều cái hướng nha quý vị. Thì đầu tiên thì chúng ta đi từ ở dưới lên Lai Gai lên thì chỗ Vua Gia Long và qua chỗ hang ông Hổ. Thì mấy cái khu vực này mình đi buổi đầu tiên thì mình đi Lai Gai, rồi khi mình qua chùa Quan Âm, rồi mình đi tới chùa Phật Lớn, rồi vòng qua chùa Vạn Linh. Rồi, thì cảm ơn anh. Thì kính thưa quý vị, thì quý vị sẽ cùng đón xem những cái video mới nhất của chúng tôi sẽ đi đến đâu, sẽ cập nhật tình hình cho quý vị đến đó. Và sẽ ở đây sẽ là một thời gian rất là lâu dài. Xin quý vị mọi người cùng đón xem ha. Rồi, cảm ơn anh, rồi cảm ơn Văn Hiếu, cảm ơn Quốc Thành. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Sao quên? Hôm nay là đoàn từ thiện của Quốc Tạo cùng với mấy chú ở các nơi nha quý vị. Thì ở đây là cái đoàn của Quốc Tạo đây quý vị, có đầy đủ các cao thủ luôn quý vị ơi. Chào Nam Mô A Di Đà Phật. Chào. Quy tụ gồm có những người ở bên Tân Châu, chợ mới, Cần Đăng, Long Xuyên, nhân dân rất là quý nha quý vị. Đạo đức, việc lưới nghi đeo điều phiền phức, bệnh dịch đời cực khổ tan thương, khi nói thì ít chịu suy đường, mãi phạm tội nên gần việc ác. Thì kính thưa quý vị, thì bữa nay cũng có cái nhân duyên lành để gặp gỡ cùng quý vị, được lên dùng Hắc Sơn, tức là miền bảy núi. Nhưng mà hôm nay phái đoàn chúng ta đi lên là gọi là Thiên Cấm Sơn quý vị. Thì trong đoạn đường chúng ta cũng có cái nhân viên ở đây để dừng chân, để mà mình nghỉ ngơi một chút xíu, rồi mình chia sẻ cùng với bà con qua những cái lời vàng ngọc của tổ thầy ha quý vị. Trước khi quý vị mình cũng ủng hộ cho là để bót một tràng khó tay đi quý vị. Bởi vì lăng múa hay thì nhờ tiếng pháo, người nói dở nhờ tiếng vỗ tay, phải không? Như vậy thì để chia sẻ qua cái nền Phật Pháp hôm nay, thì trước thì Đại Tạo cũng có đọc qua đoạn thứ 10. Bây giờ cùng quý vị chia sẻ qua hai câu giảng mà đồng đạo cũng có nêu lên đó quý vị, là gì? Là no chiều rồi lại đói mơ, dương chằn sắp vướng bệnh chờ từ đây. Bây giờ quý vị cho một chàng pháo tay nữa vô đời quý vị ơi, vỗ tay lớn lớn đi quý vị. Thì kính thưa quý vị, được biết hôm nay chúng ta cũng có được cái nhân duyên, tức là trong cái thời gian chúng ta được đi lên trên núi đây là mình đã có duyên lành đó quý vị. Cho nên Đức Thầy chúng ta cho biết là duyên lành rõ được khùng điên, chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần. Thì hôm nay chúng ta để chia sẻ qua quý vị là nghi vấn trong cái thời gian là
khoảng 10 từ 15 phút à. Hoặc là mình ít ít lại chút ha quý vị, vì là mình ngắn gọn thôi, đừng mình còn tiến đường đi dài nữa. Thì kính thưa quý vị, Đức Thầy chúng ta cho biết đó là no chiều rồi lại đói mơ dương trần sắp vướng bệnh trời từ đây. Thì quý vị thấy trước mắt là chúng ta hiện giờ đi đó quý vị, là phải mang khẩu trang nha. Nhớ cái chỗ đó đó, là bây giờ mình đang là trong cái gọi là cái mùa này là cái mùa bệnh, mà cái thời tiết đó quý vị, trời giông gió sái mùa sái tiết, nắng cùng mưa cũng khác xưa rồi. Cho nên Đức Thầy mới nhắc chúng ta biết là vì lòng từ bi bác ái cùng thù đáp những linh hồn đã trợ duyên trong nhiều kiếp giúp ta nương cậy tu hành. Cho nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão ta mới hóa hiện ra đời để cứu độ chúng sanh. Thì hôm nay chúng ta có nhân duyên với thầy tổ đó, thì thầy mới nói những câu này nè quý vị, rồi mình mới thấy là vì lòng từ bi thầy mới nói là như vậy là nên ta mới ra tay cứu tế, kẻo chúng sanh bệnh khổ quá chừng. Như vậy thì rõ ràng là mình đang sống vào cái bệnh khổ nghe quý vị. Nhưng mà quý vị ơi, nhớ chuyến này mình phải gắng cố gắng tu nghe mới thoát khỏi nghe. Bởi vì tu cầu chăm họ hiền lương đồng hinh niệm Phật thì tai ương chẳng còn nghe. Bây giờ mình gắng cố gắng mình lo hàng ngày ăn chay niệm Phật cúng lại. Quý vị ơi, nói tới đây nghe, thì phái đoàn mình bữa nay dường như cũng chưa có hoàn hảo, là cũng có một số ăn chay 4 bữa, cũng có một số ăn chay trường ha. Nhưng mà chuyến núi này mình đi về nha, cố gắng luôn nghe quý vị. Mà Đức Thầy cho biết nè, lần thứ chót gọi lời kêu thúc, thầy nhắc cho bổn đạo rõ lòng, chừng ơn trên ban được lục thông, thầy mới được Tây Đông du phi. Như vậy thì thầy thương chúng sanh, cho nên thầy vì lòng từ bi đó ngài mới thệ nguyện nghe quý vị. Bởi vì thương chúng sanh ngài mới thệ nguyện nè, là thầy nói là thương chàng ta cũng ráng thề, đặng cho bá tánh liệu bề tu hăng, tu hành chẳng được đức ăn thì ta chẳng phải sát thân người đời. Mình tu đi chắc ăn là thầy sẽ là ủng hộ mình quý vị. Hồi xưa giờ mình tạo quá nhiều tội rồi phải không, nhưng mà may nhờ cái giáo lý của Đức Thầy. Vì Đức Thầy cho biết nè, là ai mà trở lại giác ngộ ăn năn đó thì thầy cứu à nghe. Bởi vì thầy nói là đưa một lòng làm bao làm sằng, ai mà xếp đến năng năng hoài đầu, hướng thiện bằng tăng dắt dùm vỗ tay quý vị. Như vậy thì mình hoài đầu hướng thiện thì bằng tăng dắt nghe. Nhưng mà thầy nói thật tâm, thầy kêu mình phải gắng cố gắng lo tu đi, nhưng mà thật tâm hướng thiện hoài đầu, nội trong nhất khắc được chầu Như Lai, ví dầu sắp chết ngày mai bữa nay hối ngộ liên đài cũng lên. Và kính thưa quý vị, tới đây cũng dứt giảng kinh, nếu ai biết sửa tâm linh mới màu. Nam mô lòng sở nguyện cầu, chúc cho ba tánh muôn sầu tiêu tan. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Và nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thở chân nôn tiết truyền ra bát chánh phổ quá dân lành, trong khắp chúng, trong khắp chúng hoàn cầu bốn biển khắp danh luồng thanh điện nhóm qua như chớp chuyện cân tiền nhất lớp người Phật tiên dẫn chuyện lấp lừa kiếm con ngủ phước mà đưa chờ. Ôi khổ thảm bốn bề sống dậy dòm lưng trời lửa cháy liên tiêu điều sáng giấc điên viên thần thông quyên qua dưới miền trung ngục môn đầy quỷ vô thường giấc hồn kẻ bảo diêm dương lực trần nhìn xa nước mắt rưng rưng thương đời mấy mũi chậm lưng hoài hoài
em kêu nước uống. Tay hạ bút viết bài chúng cuộc ai rõ lòng con quốc khờ thiêu. Thân cùng dân Mỹ chớ chiêu, miêu lưu cho giặc danh yêu khắp cùng. Ai giàu có thông dung thăm nhà, ta lo đời sắp đã bền răng. Âu sầu nức giọng riêng thang, chấp dân chẳng sợ hầm lai cứ rằng. Vỗ tay quý vị ơi, vỗ tay quý vị ơi, vỗ tay ủng hộ tinh thần quý vị ơi. Và cũng cảm ơn huynh Nghĩa cũng bắt nhịp cầu gieo cảm cùng với quý vị. Thì để boss sẽ chia sẻ cùng quý vị. Nãy quý vị có nghe mà huynh Nghĩa đọc tới là ngục môn đầy quỷ vô thường của quý vị. Dắt hồn kẻ bạo diêm dương lực trần. Như vậy thì Đức Thầy chúng ta cho biết đó là nếu mà hôm nay mình có cái nhân duyên đó nghe, mình chắc ăn đi quý vị, hôm nay mình đi núi là mình về mình phải giác ngộ tu đi. Bởi vì Đức Thầy có cho mình biết đó là ai mà giác ngộ là lo tu hành thì Thầy cứu ngang. Bởi vì Đức Thầy nói nè, ai cứu mình đây? Thứ nhất là Đức Thầy cứu mình, đua một lòng làm bạo làm sàng, ai mà xét đến ăn năn hoài đầu hướng thiện bằng tăng giác dùm. Hay là Đức Thầy cũng có nhắc cho mình biết là văn thù Bồ Tát từ bi, chèo thiền ban nhã cứu thì chẳng gian, do đưa lướt sóng bườm long, rước người tu niệm xế sang quỷ tình, ai mà ta dạy chẳng dình thì sao đừng trách mắt tình yêu đương. Vỗ tay quý vị, ai mà tay vỗ dạy chẳng dình đó ha, thì lúc đó thì đừng có trách nghe. Thầy nói nè, là còn kẻ chẳng tỉnh tâm sao đền tội thì cũng chẳng trách Phật tiên không chỉ bảo. Thì thôi giờ hôm nay bà con mình đi đến núi Tiên Cấm Sơn để gieo cái nhân duyên, như vậy thì mình đã có cái hột giống rồi nghe quý vị. Cho nên Đức Thầy cũng có nhắc cho chúng ta đó là phải gán về chuyến này tu kiếp kiếp. Nếu không quá trễ, chừng đối đầu khó kiếm điên khùng, cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sau tiêu diệt nghe quý vị. Bây giờ nói này nhỏ nhỏ cho quý vị nghe cái này, tại vì mình ở đây mình nói trong cái hội trường thôi chứ mình không có nói lớn nghe. Thầy nói chỗ này nghe quý vị, cái này là hơi hé hé gần chút nghe. Thầy nói nè, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc yêu, nay tặng việc lập đời trở lại, khắp lễ thử biến dị thương hại, dùng phép màu lập lại thương quân. Như vậy thì thầy đã cho biết đó quý vị, là mình gắng lo tu đi. Thầy giới thiệu mình nè, là cho mình biết là trên năm non rồng bụng tốt tươi, miền bảy núi mà sao bảo quý ngang. Bây giờ mình gắng lo tu đi, là bây giờ nè tuy sát mắt nhưng mà hồn thiên chẳng mắt à ngang. Bây giờ mình tu đi, bây giờ là Đức Thầy nói ráng tu rằng mà chết chứ đừng để chết đến mà chẳng có tu ngang. Thầy nói là sao lập hội thì già quá trẻ, khắp quan cầu độ sát hai hồn ngang. Bây giờ mình tu ít nhiều gì mình gắng chuyến này mình phải xiết vô nghe quý vị. Nói tới đây ngang, thiệt là quý vị ơi, thấy cái vụ mà cái thời gian trước đó là có một chặng bệnh ai cũng muốn tu hết á, nhưng mà cái thời gian này nó vượt qua rồi đó, cái bắt đầu á là hình như hơi giảm lại cái phần này ha. Bây giờ mình gán luôn, ai mà tu là có cái nhân duyên với thầy đó, thì thầy cho biết là rài mừng gặp đặng lúc ban an duyên trước, ngày nay mới có phần nha. Cho nên người đã bước chân vào cửa Phật, hoặc giả là có đọc giảng kinh đó, giống lành xưa đã phát sinh, cũng nên tiếp tục tu hành chớ buông. Số ngăn loại hằng muôn chịu ức, nhưng được nghe kinh Phật ít người, không duyên khó gặp con ơi, gặp rồi lại bỏ là đời quá mê. Quá mê đời việc đạo bỏ quên, tai hại nặng còn hơn nhà trái nghe quý vị. Bị nhà trái còn mong cắt lại mất đạo rồi, khó kiếm đâu ra. Bị trái nhà chỉ khổ đôi ba thôi mà mất đạo khổ nghe, sanh ra vô số. Bị nhà trái một thời nghèo khổ, mắc đạo rồi muôn thở sầu đau. Nếu có người hỏi tại làm sao mà đạo Phật được quý cao như vậy,
trả lời rằng đạo là quá khổ hại, con đời là chìm mãi sông mê, gặp đạo rồi mà lại bỏ bê thì kiếp khổ nặng nề thêm nữa. Nghe quý vị, kỳ này kỳ xả tội rồi, nay còn có một lúc mà sao chẳng tu đặng có hưởng nhờ. Bởi vì thờ mạt pháp là kỳ đại xá, lực tu hành chẳng khó như xưa, tại gia tưởng niệm sớm trưa cũng là được Phật đón đưa rước về, người sẽ được liên quê chở gót lại còn thêm nghe lộng phép che thân. Lần này là lần thoát trần, nếu không tu là không còn lần nào nữa mà tu. Nghe quý vị, chuyến này mình phải dám cố gắng nghe. Thôi bây giờ nè, Đức Thầy nhắc cho mình biết, có cố gắng kỳ này là mau thức tỉnh, tu thân kẻo trễ, đến tội rồi mới hối muộn màng, chỉ cho bằng ta sớm lo toan. Dình giới lực nghe kinh trọng Phật, đến lâm chung quả lành đâu mắt cõi Tây Phương, chư Phật đợi chờ. Việc tu thân thiện tính hẳn hờ, chân quả đến e cho khó tránh. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Đến đây cũng xin dứt lời và cũng nguyện cầu ơn trên mười phương này về, mình cố gắng tinh tấn tu hành, ăn chay niệm Phật và làm lành. Đến đây xin dứt lời. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 12 cũng là hôm nay đầu tiên là chúng ta được đến nơi đây, đó là thiên cửa núi Sư Thần. Mà quý vị ơi, hôm trước tới giờ cũng quá khổ đi, bà con mình cũng không đi được đâu trơn á. Như vậy là ai cũng nhớ đến cái cảnh núi non để rồi chiêm ngưỡng với tinh thần Phật giáo. Thì Đức Thầy dạy trên năm non rồng phụng tốt tươi, miền bảy núi mà sao báo quý. Như vậy thì được đứng trước cái cửa Sư Thần, thì chúng ta thành tâm để Phật cầu nguyện cho quốc thế dân an, đất nước được sớm tiêu trừ bệnh dịch Covid-19, để đồng bào chúng ta được an lành. Kính thưa quý vị, mỗi người cầm một nén nhang trước thành tâm cầu nguyện. Kính mời quý vị xá ba xá và quỳ xuống chắp tay tráng nguyện. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Cầu Phật Tổ, Phật Thầy, Quan Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quan Cựu Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bãi Núi, hộ độ cho thế giới được hòa bình an lạc, đất nước Việt Nam được mưa thuận gió hòa, toàn thể đồng bào và nhân loại được vạn sự lành, hộ độ bá tánh vạn dân, tiêu tai tịnh sự, giải thoát mê ly. Nam Mô A Di Đà Phật. Chính mời quý vị đứng dậy. Chính mời quý vị xá góp hương. Chí tâm tịnh đệ. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Xong kính này gì tới vậy? Xá ba xá. Giờ cũng đã xong rồi, quý vị mình chuẩn bị để đi tiếp. Xin chào, xin chào. Lội núi có mệt không vậy cưng? Dạ không. Không, khỏe lắm hả? Thank you.
Út, chào chú Ba. Dạ. À, chào chào đồng đạo. Dạ chào chú Tư. Dạ chào Tư. À, chào đệ Lộm. Ờ chào chào. Chào Văn Hiếu. Dạ. Chào 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 Quốc Đạt luôn. À, rồi chào anh Tâm. Dạ chào đệ. Dạ. À, chào chào anh Nghĩa. Dạ dạ chào dạ. À, chào bà Sáu luôn. Chào chào đệ Thọ luôn. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi rồi chào chào quý vị luôn. Chào chào. Chào Cẩm Tiên. Chào phái đoàn ở bên Tân Châu cô. À, cô tên gì cô? Chào chào chào. Chào chào tổng chào tổng chào tổng chào tổng chào quý vị tổng chào. Tổng chào. Chào bà Chính luôn. Dạ chào cô. Dạ chào Đệ Phương, chào Đệ Phương. Chào huynh Nhí. À dạ chào dạ chào cô, chào cô. Chào Nghĩa. Chào Nghĩa Nhân, chào Quốc Thành. Dạ chào cô. Dạ chào cô. Cô ở ở đâu cô? Ở Hà. Dạ dạ dạ, bữa nay mình mang viên đi chúng đội hả cô? Dạ dạ dạ, chào anh Hùng. Anh ở đâu vậy anh Hùng? Hòa Hảng, chào mấy anh. Ờ dạ dạ, dạ chào chú. Dạ. Dạ chào chú luôn. Dạ chào chú. Chú ở đâu chú? Ở phường Long Châu, thị xã Tân Châu. Dạ dạ dạ, dạ chào chị Trang, dạ chào cô. Dạ. Ừ, máy mạnh là dòng máy yếu ta chứ. Ôi sao mà quấy bọn vàng được, cái thằng Hùng này. Cái thằng Hùng này nó bị cái gì á, nó bọn vàng sao quấy. Quấy người không quấy. Ở đây là được nửa đoạn đường chưa vậy anh Phương? Hơn rồi. Hơn hả? Bao lâu nữa mới tới chùa Phật Lớn anh? Năm cây nữa hả? Năm cây xa dữ rồi ha.